Cả nhà, chào mấy chị yêu. Trưa nay em lên hàng hàng đồng giá nha mấy chị nha, hàng đồng giá cho em nha. Trai và gái cho em nha. Size nhí em sẽ like giá 90.000, size đại em like là giá 100, size cổ là em like 101 nha. Rồi ok mấy chị vào trong 55 mẫu chưa? Hàng đồng giá mấy chị nha, 90, 100 với lại 101, nhí đại cô tầm 10 kg cho tới 7 80 kg tùy theo mẫu nha. Rồi. Mấy chị thả tim thả like cho em nghe với biết trai biết gái lộn xộn cho em nghe nhưng mà nó đồng giá vậy á. Size nhí thì tầm từ 10 kg tới là 24 cái là size nhí. Size đại là tầm từ 25 kg tới 40 kg. Size cô là tầm từ 41 kg cho tới là 70 kg hay 80 kg tùy theo mẫu nha. Rồi cả nhà thả tim thả like cho em nghe với chấm chấm bài giùm em mấy chị nha. Rồi đa số là đây sẽ hàng thun cô tâm chứng phẩm, thun cô tâm chứng phẩm cho em nha, nhí tại cô cho em nghe. Rồi mấy chị chia sẻ like cho em nghe với gì em tặng mấy chị đầu like đã. Nhiều mẫu cho mấy chị nha. Rồi ok em sẽ tặng một cái mã đầu like mấy chị nè. Giá 59.000 đầu like cho em nghe đi. 59.000 đầu like nha. Rồi mấy chị chia sẻ like cho em nghe, 59.000 đầu like chia sẻ like cho em nghe xong là em sẽ lên hàng đồng giá nha. 59k em. Ok chưa? Rồi. Bộ đây của bé gái cho em nghe 10 kg tới là 25 kg cho em á, 10 đến 25 kg. Bộ em có được hai màu, một cam đó là màu xanh đi ha, cam xanh, còn bên cam xanh cho em bộ bé gái nha. Cái này là kiểu là phông đùi ngố, quần đùi ngố cho anh em, màu đen. Cái quần đây này mấy chị có thể phối rất là nhiều áo thun ha. Rồi một màu đây của mình là xanh với cam với chị, xanh với màu cam với chị nha. Rồi, màu xanh với màu cam size tầm 10 kg tới 25 kg nhá. 27 kg được, 10 đến 27 kg em á. Em tặng 59.000 đồng like chia sẻ like có đơn cho em nha. Cái này comment cái mẫu là xanh với cam đi để biết nha, màu xanh màu cam. Để em tặng cho bộ bé trai rồi nha. Rồi em cho chị Thoa Lê tặng 59.000 cho em nha, màu xanh màu cam cho em nha, hai màu này, cái này không bị ngố. Rồi tầm 10 kg cho tới là 32-7 kg thôi nha. Bộ đây cầm 10 đến 27 kg, 59.000 đồng like cho em nha, chia sẻ like là có đơn cho mấy chị nha. Chia sẻ like là có đơn cho em nha, rất đẹp luôn nè. Đấy, cam với lại em có màu xanh nha, cam này, cam chất banana, màu cam màu xanh được hai màu nha. Em tặng cho bé gái đã tiếp lên bé trai cho. Rồi em tặng luôn cả nhà là giá 59.000, cam và xanh cho em nha, 10 kg tới 27 kg cho em nha.
cam xanh cho em có hai màu cho em nha, cam xanh. Cái này không được ngố cho em không đó, thì không quan tâm chính phẩm cho em nha. Vải nó đẹp và vải nó mát cực kỳ luôn á chị em. Rồi cam và xanh cho em nha hai màu nha. Cam và xanh cho em nha 59.000 đồng like chia sẻ like là có đơn cái gì. Cam và xanh cho em nha. Rồi 59.000 em á. Bé trai thì đến tặng cho chị thôi, mẫu bé trai. Giá 59.000. Đây. À, màu trắng ấy, tầm từ 25kg tới 33kg cái chị em ha. Comment màu à, màu trắng này kem vô á, cột đi. Comment mã cột 25kg tới là 33kg nhé, mã cột này. 25kg 33kg nhé, em tặng luôn 59.000 đô la luôn ha. Em tặng thêm một cái mã đây xong em lên hàng bán cái gì nha. Rồi lên mã cột cho em nghe này, từ 25kg cho tới là 33kg nhé, 59.000 sang bự đó. 55kg nha cho tới là 33kg nhé, chị giúp mã cột cho em ha, cột kèm giá cho em chị. Mã cột kèm ký cho em nghe có đơn nha, cột kèm ký cho em nghe tầm 10 cột 33 kiếm trước giờ đang ăn 59.000. 25kg nha cho tới là 33kg em bắt mã cột cho em nghe đẹp lắm. Nói này không vô tâm chính phẩm đi nha. Trời bao xịn sò luôn á, 59.000 đồng like chia sẻ like là có đơn chị. 59k em chị ạ. Mã cột cho em nghe. Trời thun này mặc bao đẹp bao mát cho chị ạ. 10kg cho 25kg cho tới là 33kg nha. Rồi chị để cho mã cột 59k mấy chị ạ. Không vô tâm chính phẩm cho em nghe. Chắc mặt xuống một kỳ luôn. 59k mấy chị ạ. Vả này đó, xuất phát luôn mấy chị nha, nhìn nha là vải bao đẹp luôn, mấy cái hàng này xuống lắm. 10kg nha, 25kg nha, cho tới là 33kg cho em, em tặng 59.000 mã cộp. Rồi, ok chưa, em tặng thêm bộ bé ra, bộ bé xa nhỏ mấy chị luôn nè. Em sẽ tặng thêm bộ xa nhỏ cho mấy chị luôn nha, cộp cho em nha. Tiếp tục em nghe tặng thêm một cái mã cho mấy chị, thêm cái mã mới nữa cho mấy chị luôn. Đây, em nghe sẽ tặng thêm cái mã đó tầm 10kg nha. Đây, mẫu đây nè, em coi đi. Ăn đẹp luôn mấy chị nha, à nó bao sướng luôn mấy chị nha, về máy chắc nó mát cực kỳ luôn. Không cô tâm chính phẩm cho em nha, không cô tâm chính phẩm cho em. Rồi, cái này em có size từ biết ạ. Để em tặng cái size nhỏ nhỏ, từ nhỏ tới lớn cho mấy chị cho nó dễ chốt, có chị nào có size cái gì chốt cho nó dễ nha. Rồi, 10 đến 50 kg luôn hả? Rồi bắt đầu em nghe mấy chị nha, thêm một mẻ nữa 59.000 sau đây sẽ lên hàng em bán này, mẻ 59.000 nữa. Đây, mẫu đây nha, 10kg cho tới là 23kg cho em nha. Đây, 10 đến 23kg cho em nha. Comment cái mẫu là 59.000 thôi, em tặng luôn một mẻ nữa. Xem nha, sẽ lên hàng bán là C15 nha. 10kg tới 22kg, C15 cho em nha chị. Mã C15 nha, không làm chị là hàng không có tâm chính phẩm hết. 10kg cho tới là 23kg nha, C15 cho em nè. Đấy, C15 kèm ký cho em nha, 10kg tới là 23kg C15 này, bộ đó rất đẹp luôn, không vô tâm chính phẩm. Rồi 10kg tới 23kg cho em nha, C15 cho em 59.000 em tặng luôn lúc bộ đây ha. C15 em chúc chị Nguyễn luôn nha, 59.000. Rồi em còn 10kg tới là 21kg cho em ha, C15. Em còn size là 10kg tới 21kg cho em. Rồi chị đã chúc mã C15 cho em nha, 10kg tới 21kg cho em nha. Rất đẹp, trời ơi xịn sò luôn, 10kg tới 21kg nha. Rồi là mã C15 cho em nha, bộ đây là size nhí, 10kg tới 21kg cho em. Đây là mã C15 cho em nha, 10kg 21, mã C15. C15 nha, phun cô tâm chị ơi, nó là hàng phun cô tâm. Phun cô tâm chính phẩm luôn. Bà bảo sắp sắp chứ gì dễ quá. Rồi, cái này là hàng phun cô tâm chính phẩm cho em nha chị nha. C15 hàng phun cô tâm chính phẩm. Rồi, ok. Rồi, bắt đầu em nghe sẽ lên hàng bán nha. Hàng đồng giá là 90, 100, 101. Là size nhí và size đại và size cồ cho em nha. Nhí đại cồ cho em. Rồi, ok chưa. Rồi, cái này em có size tầm 10kg tới 50kg nha. 10 đến 50kg cho em nha, em chỉ là hàng khung cô tâm chính phẩm với like là chỉ là hàng khung cô tâm chính phẩm thôi. Rồi 10kg nha, cho tới là 50kg cho em ha, comment cái mẫu A41 nè. Mã A41 cho em nha, khung cô tâm chính phẩm hết, 10kg tới 50kg nha, A91 cho em nha, A41 nha. Đó, đẹp lắm mấy chị ơi. A41 kèm ký cho em nha, em có size tại cồ luôn á, 10kg tới là 50kg cho em ha, size rất là to. Rồi là mã A41 cho em nha, không làm chị là hàng thun cô tâm chính phẩm nha, cả nhà được kiểm tra hàng trước khi nhận hàng cho em nha nha.
A41 kèm ký cho em nha, 3 size, mí có, đại có, cù có, 10 ký nhé, cho tới là 50 ký cho em nha. 10 đến 50 ký nhé. Rồi chị là chốt mã A41 cho em nha. A41 kèm ký là có đơn cho em nha. Em có thêm màu xanh nữa nè. Màu xanh em cũng có size tầm 10 ký tới 50 ký nhé, màu xanh nữa nè. Không là chắc hai bóng. Màu xanh thì cầm lên cái mẫu là B38. Mã B38 cho em nha, hàng đồng giá có kim cái dưới 90 đại 100, cù là 101 cho em nha. Rồi B38 cho em nha, 10 ký tới 50 ký nhé. 10 ký tới 50 ký cho em, vậy là chắc là B38 cho em nha. Phải bao đẹp luôn. 10 ký tới 50 ký cho em nha. Rồi lên mã B38 này, không làm chị là học sinh cô tâm chứng phẩm cho em nha. Rồi 10 ký tới 30 10 ký tới 50 ký có size cho em nha. Chị là chắc là B38 kèm ký. Mã B38 kèm ký cho em nha. Sắc lách có. Rồi B38 kèm ký giùm em. Rồi cái này em cũng có size tầm 10 ký, 14 ký nha, cho tới là 50 ký. Cái này em có size này 14 ký tới 50 ký cho em nha. Rồi, rất đẹp luôn á. Comment là B33 nha. Rồi chị đợi chút mã B33 cho em nha. 14 ký tới 50 ký nha. B33 cho em nha này. Cái này là hàng thương hiệu của hàng Lily, nó là chắc hàng thương cô tâm chứng phẩm, hàng xịn luôn mấy chị nha. Cái lo này chỉ là hàng thương cô tâm chứng phẩm mấy chị nha. Rồi tiếp em sẽ lên hàng thương lạnh sau. Rồi lên mặt B33 kèm ký cho em nha. B33 kèm ký tầm 14 ký tới 50 ký nha. Chị nào có size 40 ký, 50 ký là đã theo dõi fanpage của em nha. Hàng là size to rất là nhiều mấy chị nha. Rồi B33 em chúc chị Huệ Nguyễn nha, 37 ký cho em á. B33 em chúc chị Phạm Thành 14 ký cho em. 14 ký tới là 50 ký nha. Chị để chúc mặt B33 hàng thương hiệu Lily là hàng thương cô tâm chứng phẩm nha. Rồi mã B33 cho em nha. Em có ghim hàng đồng giá nhí 90 đại 100, cổ là 101 mấy chị nha. Rồi B33 em chúc chị comment 2 cho em gì nha. Rồi mẫu đây có size mấy 10 ký tới 23 ký giùm em. Một bé trai này 10 đến 23 ký cho em nha. Comment mẫu là C14. C14 cho em nha, 10 ký tới 23 ký nhé. C14 cho em nha này. Dễ thương chưa? 10 ký tới 23 ký cho em nha. C14 nha, không cô tăng chứng phẩm này chắc đẹp lắm, chắc xịn luôn. C14 cho em ký nha chị nha. Đây là em có size 10 ký 23 ký C14 cho em nha này. Để dễ thương chưa? C14 cho em nha, 10 ký tới 23 ký đổ lại thôi. Cái này em có size nhỏ nha, C14 cho em nha. Trời. Em lên mẫu đây nha. Mẫu đây có size bé 10 ký tới 30 ký giùm em. Đấy, cái này siêu nhân này. Đó, robot siêu nhân cho em nha, 10 ký tới là 30 ký đổ lại. Rồi, hàng đang bao đẹp mấy chị nha. Tại vì chị đang không có tâm chứng phẩm hơn nên cái chất quả nó rất là xịn luôn á, chất quả rất đẹp, rất là xịn. Rồi, lên mã C26 nha. C26 cho nha, 10 ký tới 30 ký nha. C26 cho nha này. Đấy, 10 ký nha, tới 30 ký đô lại có size nha, sắc lách cũng có chị không. Rồi có tay cũng có nha, xin nhí xe đại xe cổ cho em. Rồi lên mã C26 em còn size 10 ký tới 30 ký nha. C26. Rồi em lên tiếp mẫu đây nè. Mẫu đây thì em còn size 10 ký tới 16 ký giùm em ơi. Đấy. Màu xanh đây thì ngang thì con size tầm 10 ký tới 16 ký cho em nha, không cô tâm chính phẩm cho mấy chị hàng chất xịn hết. Rồi lên mã C61. Mã C61 cho em nha, 10 ký tới 16 ký cho em nha. C61 cho em nha nè. Đó, em còn size 10 ký nhá, cho tới là 16 ký cho em á. C61 cho em nha, 10 đến 16 ký cho em nha. Rồi chị nào chốt mã C61 cho em nha nè, 10 ký tới 16 ký cho em nha. C61 cho em nha. 10 ký tới 16 ký cho em nha. Màu đỏ cho em nha nè. Màu đây em có size tầm em còn size 10 ký tới 45 ký cho em nha. Màu đỏ này. Rồi. 10 ký tới 45 ký cho em nha. Rất đẹp luôn nè, 10 đến 45 ký giùm em. Comment mẫu là C56 nha. C56 này em có 3 size đó, nhí có, đại có, cù có, 10 ký tới 45 ký nha. Comment mã C56 cho em nha nè. Rất đẹp nè cả nhà, nhìn đã. Không mặc sướng lắm, mặc mát nha, hàng xịn hết. 10 ký cho tới là 45 ký cho em nha. Rồi, chị này chốt mã C56 nha mấy chị nha. C56 kèm ký cho em nha nè. Đây, em có đủ size nha, 45 ký đổ lại giùm em á. Rồi, hôm nay thun cô tâm chứng phẩm hết toàn bộ nha, các mấy cho nó phối đỏ với lại phối xanh, màu xanh đen á. Màu đỏ màu xanh đen nha nha. Rồi, chị đã chấp mã C56 cho em nha. 10 ký tới 45 ký đổ lại các size. Nhí đại phù cho em nha. C56 cho em. Mẫu đen có thêm cái bộ đây nữa nè. Em có thêm cái màu được nè. Chị đã thích cái màu đây thì comment cái mẫu là C52. C52 thì hiện tại em còn size tầm 10 ký tới 55 ký cho em nha. 10 ký tới 55 ký cho em á. Rồi, chị đã chấp mã C52 cho em nha. À, em có 3 size nha, dưới đại cổ luôn á, 10 ký tới 55 ký một cái hộp nha, nó cột cho em nghe này. Đấy, rất là xinh luôn. Rồi, C52 kèm ký cho em mấy chị nha. Chị là chốt mã C52 giùm em. 10 ký tới 55 ký hàng đồng giá cho em nghe là nhí 90 đại 100 và cổ là 101 nha. C52 nha, nhí lại tầm 10 ký tới 24 ký 25 ký lại thôi. Còn size đại là tầm từ 25 ký cho tới là 40 ký nha, size 8 40 ký. Còn size cổ là tầm từ 40 ký cho tới là 5 60 ký tùy mấy chị nha.
Trời lên mã C52 cho em nha. 10 ký tới 55 ký C52 em trước dịp Phạm Thành. 10 ký tới 55 ký cho em nha. Đó, khung là em chạy lại hàng khung cô tâm chính phẩm đó. C52 hàng shop xịn cho cả nhà luôn. Nhớ kiểm tra hàng thoải mái trước nhận hàng cho em nha. C52 em trước chị Hạnh Phan có đơn cho mấy chị nha. Nhớ kiểm tra hàng thoải mái cho em. Mẫu đen có size bé tầm 13 ký cho tới là 33 ký giùm em. Đấy, 13 đến 33 ký cho em đó. Hình đây là hình chó cứu hộ cho em nha. Rồi, cái quần ở đây là nó sẽ không phông rộng nha. Quần này phải không dài hơn xíu qua gối. Quần này qua gối cho em nha. Đó, cái quần của nó là quần chéo không dài. Rồi, 13 ký nha. Cho tới là 33 ký giùm em. 13 đến 33 ký cho chó cứu hộ này. Comment của mẫu là B37. Rồi, là mã B37 cho em ngang nha. 13 ký cho tới là 33 ký cho em chị ạ. B37 nhé, không cô tâm chính phẩm cho nha, rất đẹp này. Đó, có túi quần bắt thằng bộ nha. B37 cho em ký cho em nha. 13 ký nhé, cho tới là 33 ký đổ lại thôi. Rồi lên mặt B37. B37 cho em nha. B37. Rồi, bộ đây thì hiện tại em có size tầm từ 23 ký cho tới là 50 ký. Mẫu đây em có size tầm từ 23 ký tới 50 ký nha mấy chị nha. 23 ký tới 50 ký cho em nha. Ủa đẹp chưa, 23 ký tới 50 ký nha cả nhà nha. Quả rất là đẹp luôn, không có tâm chính phẩm 100%. Rồi cái này comment là C30 nha. 23 ký tới 50 ký nha mấy chị. C30, 23 ký tới 50 ký cho chị nha. Rồi hàng đồng giá 90-101 các chị nha, nhí đại cồ cho em nha. Đấy, rồi lên mã C30 nha. C30 này 10 từ 23 ký tới 50 ký cho em nha. 23 ký tới 50 ký. C30 em cho chị Huệ Nguyễn nha, không có tâm chính phẩm cho mấy chị nha. Size nhí là tầm 10 ký tới 24 ký. Size đại từ 25 ký cho tới là 38 ký, 40 ký thì hợp mẫu. Và size cổ là tầm từ 40 ký cho tới 5-6-70 ký thì hợp mẫu cho em nha. Rồi, cái này C30 chị đã chấp mã C30 cho em nha, từ 23 ký cho tới là 50 ký nhé. Nó là hàng không cô tâm chính phẩm nên cái mẫu nó rất là đẹp. Cả nhà có thể cứ kiểm tra hàng phẩm máy chiếc nhận hàng cho em nha. Rồi, mẫu đen có size tầm từ 30 ký cho tới là 37 ký cho em. 30 ký 38 ký nha. Comment cái mẫu là B5. Mã B5 cho em, 30 ký cho tới là 38 ký. B5 nè, rất là cả nhà. Ủa đẹp quá trời luôn á. Rồi là mã B5 kèm ký cho em nha. B5 tầm từ 30 ký nha, cho tới là 38 ký. B5. Rồi B5 em chất chị Nam Anh rất xịn sò. Hàng nó đẹp lắm mấy chị. B5 nè, cho mấy chị có cái quần bên trong nha. Rồi B5 cho em nha, 30 ký 38 ký. B5 nè. Về cái vải nó đẻ lắm mấy chị ơi. B5 nha. Rồi vậy là chắc mã B5 cái màu này cũng sang lắm. Cái màu này màu xanh nó đẹp nè, rất là lẹ. Rồi lên mặt B5 cho em nha, mặt sau nè, mặt trước nha, không có tâm điểm phẩm cho em mấy chị ạ. B5 dùm em nha nè. Đó, nhà mình nhận hàng chắc này, sẽ giảm em luôn á. Từ 30 ký tới 38 ký nha. Chị là chấp mặt B5 đấy chị, B5 cho em toàn nè. 30 ký nhá. Ôi máy này nó không dùm pin. Đừng có sạc cho em màu đỏ đi. Màu đỏ là nó không dùm pin nhiều thôi. B5 em chốt chị Hạnh Phan. B5 với chị B5 cho em nha. Có ba lỗ chị, có ba lỗ, có sắc nách, có tay cho em. Sắc nách thì ba lỗ có đầy đủ hết. Dạ có chị, có đầy đủ hết hàng cho cả nhà luôn. Rồi em lên tiếp lại chị nha. Rồi cái này em có size cũng tầm từ 25 ký tới 50 ký này. 25 ký tới 50 ký cho em nha. Có bé gái giùm em chị, xong bé gái chị đi. 25 ký cho tới 50 ký giùm em. Rồi cái này comment mẫu là C70. C70 cho em nha, từ 25 ký. Rồi C70 nha. Cái nào C52 hấp 45 ký à? Còn xe bự không? Bao nhiêu ký vô lại? Ừ, không động được nè. Em cứ lấy cái hàng cái phun này, phun vô tâm tính phẩm nó không phun được rồi đó. Rồi đó mã C70 cho em nha, từ 22 ký nha, cho tới là 50 ký. C70 nha, 22 ký tới 50 ký nha. Xong bé gái giùm chị em ơi. Bé gái giúp em đi chị. Rồi lên mã C70 cho em nha, từ 23 ký nha, cho tới là 50 ký cho em nha. 23 đến 50 ký là bộ sắc nách cho em nha. Rồi chị comment là C70 cho em nha. C70 này, đẹp ghê luôn ạ. Từ 23 ký nha, cho tới là 50 ký cho em. Đó, cái này rất là to này, rất là to mấy chị nha. Rồi comment là C70 cho em nha. Chị là chúc mã C70 nha. 23 ký tới 50 ký cho em ha. C70 lộn xộn cho em nghe, trời nhiều mẫu lắm. À, gái trai cho em nghe, nói chung là hàng đồng giá với gái với trai cho em nói chị nha. Rồi, màu đen có size tầm từ 23 ký nha, cho tới là 55 ký luôn này, 23 đến 55 ký. Em chạy lại like này, mình chỉ like hàng phun cô tâm chính phẩm cho mấy chị luôn, toàn là hàng xịn thôi. Đồng giá là 90, nhí 90 đại 100, cổ là 101,
nhí là 10kg tới 24kg cho em nha. Size đài từ 25kg cho tới 38-40kg tùy theo mẫu. Size cổ là tầm từ 40kg nha, cho tới 60-70kg tùy theo mẫu nha. C55 23kg tới 55kg cho em này. Còn đây là C55 mấy chị nha. Từ 23kg tới 55kg cho em nha. Size rất là to lắm mấy chị ạ. Phung là hàng xịn hết toàn bộ nha. Rồi lấy mã C55 kèm ký cho em nha. Tầm từ 23kg tới 55kg cho đổi lại cái size cho em nha. Rồi chị đợi giúp mã C55 cho em nè. C55 cho em nghe nha, màu xám này, màu đây đẹp lắm. 23kg cho tới là 55 nhé. Rồi chị đợi giúp mã C55 cho em nha. Mã C55 cho em nghe nha. Rồi C55 em chúc chị Trần Hướng nha chị nha. Nhớ kiểm tra hàng tổng máy chứ nhận hàng cho em nha. Phương em chị like là chị like hàng Phương Tu Tâm chính phẩm mấy chị. Rồi một bé gái này 10kg tới 45kg giùm em. Cái này Phương bị ngố cho em nha. Phương ngố bé gái 10kg 45 đấy này. Đó, Phương ngố là em chạy là hàng Phương Vô Tâm chính phẩm hết mấy chị. Phương này Phương Vô Tâm chính phẩm hết 10kg tới 45kg cho em nha. Rồi cái này comment bảo là B40 10kg tới 45kg nha. Rồi lên mà B40 kèm ký cho em nha này. Đấy, một bé gái cho em nha. Gái trai hàng Phương Vô Tâm chính phẩm. Rồi lên mà B40 cho em nha. 10kg tới 45kg nha. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi, chắc không mén lắm. B40 10kg 45kg nha. Rồi chị đợi chắc mã B40 cho em nghe này. 10kg tới 45kg đổi lại cái size nha. B40 giùm em á, 10 đến 45kg giùm em. Rồi tiếp tục em lên bé gái bé trai mấy chị nha. Bé trai rồi nè. Bộ bé trai này em có size tầm từ 23kg cho tới là 55kg cho em nha. 23kg cho tới là 55kg cho em. Đó, nhìn bài vải vải nha mấy chị, biết vải là đẹp lắm. Còn đây là C34 cho em nha. Chị đợi chắc mã C34 23kg tới 55kg C34 cho em nha. Mã C34 này quần nó phối màu vàng với màu đen cho em, ừ là xịn luôn á. Rồi C34 nha, hơi bị xuất sắc luôn, cái mẫu đẹp nè. Nó phối màu đẹp nha, màu đen, màu cả đen với vàng. C34 cho em nha. Rồi từ 23kg tới 55kg cho em nha. 23 đến 55kg đồ lại có size cho em nghe nè. Rất đẹp luôn á, còn bên này C34 kèm ký nha. C34 kèm ký cho em nha, mẫu đẹp nha. Rồi từ 23kg tới 55kg nha, Phương Vô Tâm chính phẩm cho bên này C34 cho em nha. C34 nha, có tay với lại sắc nách em có đầy đủ hàng. Rồi, cái này màu size tầm hàng này hàng của Lily nè. Này tầm từ 13kg nha. À, cho tới là 37kg ha, 13 đến 37kg. Còn mình là C67. Rồi, chị đã chốt mã C67 cho em 13kg nha, cho tới 37kg nha. 13kg cho tới là 37kg em á. Chị đã chốt mã C67 kèm ký cho em nha. Mã C67 cho em nha. Đấy, đẹp chưa? 13kg nha, cho tới là 37kg đổi lại nó size nha chị. Rồi đến mã C67 cho em nha. Nhận cho em nghe này, nhận siêu nhân cho em nha. Phương Cô Tâm chính phẩm 13kg tới 37kg đô lại có sai nha. Rồi chị đã chấp mã C67 nhé. Hàng đồng giá cho em nghe này. Nhí 90 đại 100, cổ là 101 mấy chị nha. Em mới ghim hàng phía dưới đó. Rồi mã C67 cho em nghe. 13kg nhé, cho tới là 37kg. Comment là C67 cho em nghe. Nhí là cầm 10kg tới 24kg nha mấy chị nha. Đại tầm từ 25kg cho tới là 38kg hoặc 40kg. Còn size cổ là tầm từ 40kg cho tới là 50kg, 60-70kg tùy theo mẫu cho em nha, tùy mẫu. Rồi bộ bé gái cho em nghe nè. Xin nha. Đây là hàng của FB, hàng Phương Vô Tâm chính phẩm nha. Em màu xanh 10kg tới 20kg cho em nha. 10kg tới 20kg nha. Phong này, quay này kiểu phong hàng thở thang, quần này kiểu quần chín tóc cho em nha. Rồi áo là kiểu phong của laptop. 10kg tới 20kg cho em nha. Rồi cái này comment mà A100. A100 giúp nghe nha, 10kg tới 20kg cho em đó. Chị đều chấp mặt A100 cho em nghe, màu đen này. 10 đến 20kg là cái size nha. Rồi lên mặt A100 cho em nghe. Đẹp quá trời luôn á. A100 cho em nha. Cái này của bé gái cho em nha. 10kg tới là 20kg nha. Rồi màu đen, chị đều chấp mặt A100 gì. A100 giùm em nha. Rồi đây, màu đen có size tầm từ 24kg nha, cho tới là 60kg luôn. 24kg nha, 60kg này. Rồi là mã C69 cho em nha. Phương Vô Tâm chính phẩm cho em nha. 24kg tới 60kg cho em nha. Nó là cái kiểu là quần à. Đây quần phông ngố cho em nha. Con này phông to từ 25kg tới là 60kg cho em nha. Rồi là mã C69 nha. Phương Vô Tâm chính phẩm này. C69 cho em nha. Từ 25kg cho tới 60kg cho em nha. 65kg chứ 60kg. 25kg cho tới 60kg cho em nha. Rồi C69 em chú Trang Nguyễn, hàng xịn cho em nha. Những cái vải là mặt mặt cũng đẹp nha. Nó là Phương Vô Tâm chính phẩm 100%. Rồi là mã C69 nha, 60kg cho em, rất là to, bộ đẹp lắm. C69 cho em nha nè. Rồi chị đợi chấp mã C69 cho em nha. Đấy, hàng bộ mình đẹp giả mang luôn mấy chị ơi. Phương Vô Tâm mặt mát lắm. Tầm từ 24kg nha, 25kg tới 60kg nha. Mình là C69 cho em nha. Mã C69 kèm ký cho em nghe nha. Rồi C69 nha. C69 cho em nghe nha. Chị Hoàng Danh Lâm không, chắc không chốt được cho chị đúng không? Rồi ok chịu nha.
chốt là hủy mấy lần. Rồi cái này tầm từ 2-3 kg nhá. Chị em chào chị Huy, chị Huy Gia. Đây, 2-3 kg nhá, cho tới là 60 kg cho em nghe. Để chưa đi được đơn hàng đúng không? C16, 2-3 kg tới 60 kg nhá. C16 cho em nghe. Từ 2-3 kg tới 60 kg nhá. Cái này là C16 cho em nghe. Trai gái cho em chị. Rồi em chào chị Trịnh Nguyễn nha. Hôm nay lai hàng đồng giáo chị nha. Em chạy là hàng phân cô tâm chứng phẩm với mấy chị luôn á. Nhí 90, đại 100, cổ là 101. Rồi nè, em giả mang luôn á. Mình là C16 cho em nha. Chị đã chấp mạng C16, 2-3 kg thứ 6 được ý cho em nha. C16 cho em nè. Em có size tầm từ 2-3 kg nha. Dạ có chị, 2-3 đến 60 kg cho em nè. Size đại sẽ cổ nhiều lắm. Rồi là mạng C16 nha. Rồi bên em là nhí bên em là size tầm từ 10 đến 24 là size nhí nha. Size đại từ 25 kg tới 38 với 40 kg thì là mẫu. Còn size cô là tầm từ 40 kg nha, cho tới là 60-70 kg thì theo mẫu cho em nha. Rồi là mã C16 nè. C16 nha, 2-3 kg tới 60 kg. 2-3 kg tới 60 kg nha. Rồi là mã C16 kèm kỹ cho em nha, là con đơn á. C16 kèm kỹ cho em. Rồi bộ màu cam thì em còn size tầm từ 27 kg nha, cho tới là 35 kg cho em nè. 27 kg tới 35 kg cho em nha, phung vô tâm chứng phẩm hết. Comment cái mẫu là C53. C53 nha, từ 27 kg tới 35 kg này. C53. 27 kg tới 35 kg cho em nha. Rồi chị là chốt mã C53 cho em nha này. Đó. Từ 27 kg cho tới là 35 kg cho em á, C53 còn size từ 27 đến 35 kg cho em nha. Đấy, bao đẹp kiểu mắt lắm. Phung vô tâm chứng phẩm nhé. Comment là C53 mấy chị nha. Rồi chị là chốt mã C53 cho em nha này. Từ 27 kg tới 35 kg nhé. C53 giùm em. C53 nó có thêm màu xanh nữa này, cũng từ 27 kg nhé, cho tới là 33 kg nha em. 27 kg tới 33 kg nhé, 35 kg cũng được nha. Cũng là A44. Mã A44 cho em nha, từ 27 kg nhé, cho tới 35 kg A44 nha em này. A44 cho em cái màu xanh này đẹp lắm. Từ 27 kg tới 35 kg nhé. Rồi chị đã chốt mã A44 cho em nghe nè. Đấy, A44 nha, từ 27 kg tới 35 kg cho em nghe. Rồi A44 cho em nghe, sắc nét cho em nghe nè. Mát lắm mấy chị ạ. A44 cho em nghe. A44 36 em đó chị size to nhất nha. A44 cho em nghe. 27 kg tới 35 kg nha. A44 cho em nghe, 27 đến 35 kg A44. A44 35 kg ok chị nè. Rồi bộ đây. Đùi mẹ và bé. Rồi ok để chị lên nha. Rồi bộ đây 10 kg cho tới là 35 kg cho em nghe. 10 đến 35 kg cho em nha. Bộ sweet game này 10 đến 35 kg cho em nha. Tại cái line này chỉ line đồng giá 90-100-101. Cho nên B4 nha, mã B4 cho em nha. 10 kg tới là 35 kg B4 nha. Bộ sweet game nha, 10 kg tới 35 kg nha. Mã B4 cho em nha. Rồi chị là chấp mã B4 kèm kỹ cho em nha. 10 kg nha, cho tới là 35 kg độ lại có size. 10 đến 35 kg lại có size nha. Chị là chấp mã B4 cho em nha này. Đó. Mã B4 giúp em nha. 10 kg tới 35 kg độ lại cho bộ sweet game nha. Cùng cô tâm chiếm khẩu cho em nha. 10 kg tới 35 kg nha. Rồi B4 nha, B4 nha em nghe, 10 kg 35 kg B4. Mã B4 nha em nghe nha, 10 đến 35 kg B4 cho em nha. Rồi bộ đây có size tầm từ 33 kg nha, cho tới là 60 kg nè. 33 kg cho tới 60 kg nha, quá đẹp kìa chưa. 33 đến 60 kg nha, rồi ok để lên chưa. Đó, 33 kg tới 60 kg cho em, comment cái mẫu là B43. Mã B43 nha, 33 đến 60 kg B43 cho em nha. B43 nha mấy chị nha. Ủa đã chị mang luôn á. Từ 33 kg tới 60 kg nha. B43 kèm kỹ cho em nha. Mã B43 kèm kỹ cho em nha. Từ 33 kg tới 60 kg cho em nè. Cái này size đại size cổ đó. 33 kg tới 60 kg nha. Bên là B43 cho em nha. B43 màu xanh này rất đẹp luôn á. B43. 33 kg tới 60 kg B43 nha. Bé gái bé trai đây. Đẹp đi. Rồi bộ đây có size tầm từ 24 kg nha, cho tới là 60 kg nha. 24 đến 60 kg nha. Bộ này của mẹ nè. Mẹ bé nha, từ 24 kg tới 60 kg mà C41. Cái này phô mai không ngố nha, cái này không được ngố cho em nha, không được tâm chấm phẩm. Rồi lên mã C41 nha. C41 cho em nha. Rồi cái size tầm từ 25 kg cho tới là 60 kg này. 25 kg tới 60 kg nha, cái này C41 kèm kỹ cho em nha. C41. 25 kg tới 60 kg cho em nha, không được tâm chấm phẩm hết hàng đồng giá mấy chị nha. Rồi lên mã C41 cho em nha, từ 25 kg nha cho tới là 60 kg cho em nha. Biết kỳ nha, đẹp luôn. Rồi cái này comment mẫu là C41 kèm kỹ cho em nha. C41 kèm kỹ cho em. Nhí có, đại có, cồ có, vậy gì à? Nhí đại cồ cho em nha. Rồi
Bộ đây thì em còn size là 10 kg tới 40 kg cho em nha. Bộ bé gái là không bị ngố, không vô tâm sản phẩm. Đây em có size tầm 10 kg tới 40 kg nha, cái mã A1. Mã A1 em nghe 10 kg tới 40 kg đổi lại cái size nha. Rồi, chị này chốt mã A1 kèm ký cho em nghe 10 kg tới 40 kg nha. A1 cho em nghe này. Ồ bà đã giảm lên luôn, 10 kg tới là 40 kg nha. Rồi, chết này chốt mã A1 cho em nghe, em có size nhí và size lại. A1 kèm ký cho em nghe nha. Rồi 10 kg tới 40 kg lại cái size cho em nha. A1 cho em nghe nha. Rồi. A1 kèm ký cho em nghe, 10 đến là 40 kg đô lại cái size. Rồi mọi đây em có size là tầm 10 kg tới 65 kg luôn á. Cái này size to lắm á. 10 đến 65 kg nha, còn đây là B41. Mã B41 cho em nghe 10 đến 65 kg, thương cô tâm chính phẩm cho em nghe 10 kg tới 65 kg nha. Rồi chị này chốt mã B41 cho em nghe này. Đấy. Mã B41 kèm ký cho em nghe nha, 10 kg tới 65 kg đô lại cái size đó. Rồi B41 là em có size nhí, size đài và size cổ ba size nha. Size nhí, size đại và size cổ nha. Chị đã chốt mã B41 nha. B41 cho em nha. Nhí đại cổ cho nha. 10 kg nhưng cho tới là 65 kg đầu lại đó. Cái này hàng thay vì con bạch đẹp. Rồi, bộ đây có size tầm từ 35 kg nha. Cho tới là 50 kg nha. 35 kg tới 50 kg nha. Một bé trai nè. Trời ơi, đẹp quá màu vàng này. Từ 35 kg tới 50 kg luôn. Từ bên này C1. Mã C1 cho em nha. Từ 35 kg tới 50 kg mã C1 nè. Không có tâm chính phẩm cho em nha. Dạ không chị, em chỉ đăng lên mấy chị mất cho em đây ha. C1 cho em nha. C1 bộ quần ống le em đưa chị lên nha. C1 cho em nha, từ 35 kg tới 50 kg nha. Rồi C1 kèm ký cho em nha, chị chút mã C1 này đó, tầm từ 35 kg cho tới là 50 kg cho em nha. C1 35 kg tới 50 kg nha, chị chút mã C1 cho em nha. C1 với chị á, 35 kg tới 50 kg, đổi lại cái size cho em nha. Không có tâm chính phẩm với em nha. C1 kèm ký cho nha, 35 kg tới 50 kg đó, những cái hàng nó mặc đẹp lắm. Rồi em có thêm màu đỏ này. Màu đỏ em còn size tầm từ 30 kg tới 45 kg cho em nha. Màu đỏ bé trai này. Rồi cái la này em nghe chị lại là la hàng xịn cho mấy chị thôi. Hàng này hàng thu vô tâm chính phẩm hết 100%. Đây là giá nhí 90 đồng 100, cô là 101. Làm giá cho em nghe nha. Hàng xịn lắm mấy chị, nói chung là hàng shop xịn. Mấy chị nhớ kiểm tra hàng thoải mái cho em nha. Rồi comment mà C64 30 kg tới 45 kg nha. Comment mà C64 cho em nghe này. Rồi 30 kg 45 kg đồ lại có size cho em nha. Rồi C64 cho em nha. Thun lạnh có em chị có thun lạnh. C64 cho em nghe nha. 30 kg cho tới 45 kg. C64 kèm kỹ cho em nha. Từ 30 kg tới 45 kg đồ lại có size. Còn bên này C64 nha. Đẹp chưa. Màu đỏ đây, có màu đen cho em nha. Thun vô tâm chính phẩm. Từ 30 kg tới 45 kg nha. C64 kèm kỹ cho em nha. Chị để chút mạng C64 cho em nha. Thun này thun vô tâm hết 100% là thun vô tâm chính phẩm. Coi giảm 4 chiều hết tâm bội nha. Và rất đẹp luôn, size đại, size cô rất là nhiều. Rồi lên mã C64 cho em nha. Rồi C64 cho em nha. Tầm từ 30 kg tới 45 kg nha. 30 kg 45 kg C64 cho em nha. Khung lạnh đấy chị. Khung lạnh là giá 101, 102, 103 đấy chị. Khung lạnh là giá 101, 102, 103 dùm em. Rồi mở đây em có size tầm 12 kg tới 45 kg nha. Của ông Lê bé gái nha. Từ 25 kg cho tới là 45 kg dùm em. Cầm này C39. Mã C39 cho em ngang nha. 12 kg tới 45 kg là C39 của ông Lê nè. Đây là mã C39 cho em ngang nha. Rất đẹp luôn, từ 10 kg, 12 kg tới 45 kg này. C39 kèm ký nha, của ông Lê bé gái cho em ngang. Hôm nay là hot của ông Lê lại. Ông Lê bé gái nè. Ok Kim Trần, C39 cho em á. Tầm từ 12 kg tới 45 kg nha. C39 cho em nè. Đó, 12 đến 45 kg nha. C39 trăm nha, đẹp lắm. Ok em giúp chị Phạm Thành. 12 kg 45 kg nha. Còn về C39 trăm nha. C39 nha. Phung lạnh thì giá nó là 101, 102, 103 mấy chị nha. Phung lạnh giá 101, 102. Mã A44 hết 35 kg nha chị. Cái size tầm nhất bao nhiêu? Size tầm nhất bao nhiêu ký? Đem đem đi coi rồi. Đây là mã C62. 12 kg tới 40 kg nha. C62 này, 12 kg tới 40 kg nha. Rồi, lên mã C62 cho em nghe, 12 kg tới 40 kg, C62 này. Màu hồng nha, ông Lê cho em nghe, 12 kg tới 40 kg nha. Còn đây là C62 cho em nghe, ông Lê này. C62 nha. 12 kg nha. Rồi, bộ đó. C62 chú Trang Nguyễn nha, C62. 12 kg tới 40 kg cho em nha. 12 kg tới 40 kg nha, còn đây là C62 cho em nghe. Đẹp quá trời luôn á. C62 nha. Quá bù riêng áo không như bé 23 kg. Dạ không chị. Này chưa đồ bộ không à chị nha. Mùa đêm chị về đồ bộ riêng em chị ít lắm. Màu bò này. Màu bò này có size tầm 12 kg nha. Cho tới là 27 kg. 12 kg tới 27 kg nha. Màu bò này.
comment cái mẫu là A95. A95 cho em nha. 12 ký tất 27 ký chỉ là A95 cho em này. A95 cho em nha, 12 ký. Cho tới là 27 ký là cái size nha. 12 ký tất 27 ký là cái size, comment là A95. A95 cho em nha. Đẹp ghê luôn á, cái màu bò đó sang lắm, màu bò đó sang lắm. 12 ký tức là 27 ký đổ lại cái size, comment là A95 chị em. Rồi chị chúc mã A95 cho em nha. 12 ký tới 27 ký nhé. Rồi là mã A95. Đây chị thun lạnh này, thun lạnh này nhiều lắm. Rồi hàng thun lạnh cho em nghe này. Bộ đen có size A95 em chúc chị Huệ Nguyễn. A95 cho em nghe. Thun lạnh nè, 10 ký, bộ đen còn size tầm 10 ký tới 25 ký và từ 46 ký tới 70 ký nha. 10 đến 25 ký và 46 ký tới 70 ký giùm em. Comment cái mẫu là C57. Rồi lên mã C57 cho em nghe nha. 10 ký tới 25 ký và 46 ký cho tới 70 ký giùm nha. Comment là C57 cho em nghe này, thun lạnh nha. C57 cho em nghe, chắc hàng thun lạnh đẹp sướng lắm. Thun lạnh là bao hàng luôn các chị nha. Thun lạnh này nha em ạ. Bao xịn sò luôn á. 10 ký tới 25 ký và từ 46 ký tới 70 ký nhé. Comment là C57 cho em nghe này. C57 cho em nghe nha. Chị là chúc mã C57 cho em nghe, màu xanh lá cây. Cái này em có thêm màu cam nữa này. Màu cam này em có size tầm 10 ký tới 80 ký luôn. Màu cam là 10 đến 80 ký cho em nha. Comment cái mẫu là C35. C35 cho em nghe nha. 10 ký cho tới là 80 ký. C35 cho em nghe. Quần này cũng có túi hết. Thun này, thun này gọi là thun thể thao, thun lạnh cao cấp cho em nghe. Màu cam đẹp lắm, 10 ký 80 ký nhé. Comment là C35 với chị. Rồi chị là chúc mã C35 kèm ký cho em nghe. 10 ký 80 ký là có size nha. 10 đến 80 ký là có size. Comment là C35 với chị nha. Quả đẹp lắm. Rồi là mã C35 với em nghe nha. 10 đến 80 ký cho em nghe, màu cam này, thun lạnh này. Rồi em có thêm màu vàng nữa. Màu vàng thì em có size của tầm 10 đến 80 ký nhé. Màu vàng cho em nghe. Đấy. Màu vàng thì comment cái mẫu là B20 đi. B20 cho em nghe nha. 10 ký tới 80 ký nhé. Chị chúc mã B20 này. Em có size là size nhí, size đại và size cổ cho em nha. Rồi 10 đến 80 ký là có size nha. Comment là B20 này chị. B20 kèm ký cho em nghe nha. 10 ký cho tới là 80 ký là có size nha. Chúc mã B20. B20 với em nghe nha. B20. Rồi lên tiếp, bộ đây có màu tím rồi nè. Bộ tím em có size tầm 12 ký 45 ký của ông Lê nha. Bộ đây rất là nhiều màu, về được 5 màu. Nghe về được đúng 5 màu. Rồi cái này comment cái mẫu là B18 đi. Màu tím là B18, 12 ký 45 ký. 12 ký 45 ký cho em. Ok chị. B18 ấy chị. 12 ký 45 ký. Rồi chị đã chúc mã B18 của ông Lê nè. 12 ký 45 ký cho em nha. Rồi lên mã B18 cho em nha. Chị thương nha. 12 ký 45 ký cho em nha. Màu tím là đẹp đó, B18 chị nha. Rồi chị đã chúc mã B18 cho em nha. 12 ký tới 45 ký, B18 màu ông Lê này. B18 cho em. Rồi thêm một cái mẫu màu xanh nữa. Màu xanh này có size tầm 12 ký 45 ký màu xanh này. Đó. B20 em chúc AC vỏ B20. B20 AC vỏ đi em. Rồi, màu xanh này có size tầm từ 12 ký tới 45 ký này, màu xanh này. Cảm ơn là A16 nhé. A16. 12 ký 45 ký nhé. Chị để chúc mà A16 cho em nghe. 12 ký 45 ký nhé. A16 kèm ký cho em nghe. 12 đến 45 ký nhé. Ông Lê cho em nghe chị. Cô để phong mùa ông Lê. 12 ký tới 45 ký nhé. A16 đây. Rồi, chị để chúc mà A16 cho em nghe. Xinh quá à. Rất đẹp luôn. Mùa đêm đang hot mở ông Lê. Rồi, em hot ông Lê đó. Em làm bé với chị nha. Bé gái chị. Rồi, ok chị bé gái. Đây. Bộ gấu hồng này có size tầm 10 ký cho tới là 55 ký bộ gấu hồng nha. 10 ký tới 55 ký giùm em. Comment nữa là B36. B36 cho em nha. 10 ký cho tới là 55 ký B36 nè. Rồi chị đang chúc mã B36 cho em nha. 10 ký tới 55 ký lượng đổ lại cho em nha. 10 đến 55 ký là cái size bộ hồng này. B36 mấy chị nha. Size nhí, size đà và size cổ cho em nha. Cũng là chị là hàng thun cô tâm chính phẩm hết. 10 ký tới 55 ký đổ lại cái size nha. B36 cho em nha. Mã B36 cho em nha. Được ghê luôn á. Hôm nay phong đùi ngố cho em nha. 10 ký tới 55 ký là B36 nha. Rồi chị để cho bạn B36 cho em nha. Bọn em có được mấy màu luôn á. Đây em có thêm màu tím nữa này. Màu tím này em có size tầm từ 12 ký tới 60 ký. Màu tím này em còn size bé 12 ký tới 60 ký màu tím nha. Màu tím này comment cái mẫu là B30. Mã B30 cho em nha. 12 ký tới 60 ký nha. B30 kèm ký cho em nha. Đấy. B30 kèm ký cho em nha, 12 ký nhé. Cho tới là 60 ký đổ lại có size B30 này. Rồi chị là chắc mà B30 cho em nha, 12 ký tới 60 ký nhé. B30 dùm em.
Rồi quá trời đẻ mấy chị ơi, B30 nha, màu tím cho nha, 12 kg nha, cho tới 60 kg. Còn màu tím là B30 mấy chị. Mã B30 kèm ký cho em nha. Bộ đỏ đây, size bé tầm từ 2-3 kg nha, cho tới là 55 kg màu đỏ đây. 2-3 kg cho tới là 55 kg màu đỏ cho em nha. Màu đỏ thì mấy chị comment cái mẫu là C44 đi. Mã C44 cho em nha. Là 23 kg cho tới là 55 kg màu cổ đó. Hôm nay chị đã làm thu vô tâm chứng phẩm nha. Sắc mắt cho nha. Rồi chị đã chốt mã C44 kèm ký cho em nha. Mã C44 kèm ký cho em nha. Tầm 23 kg tới 55 kg. 23 kg tới 55 kg đồ lại có size nha. Rồi chị đã chốt mã C44 cho em nha này. C44 em chốt kiên trần nha. C44 từ 23 kg cho tới là 55 kg C44. Rồi bộ bếp chai này, bộ đây có size tầm từ 12 kg. À ok chị Phạm Thành, 40 kg. Bộ đây còn size 10 kg tới 65 kg luôn này. 10 đến 65 kg cho mấy chị nha. To lắm chị ơi, 10 đến 65 kg cho em nha. Phải này. Hơi bị đẹp luôn á, 10 đến 65 kg. Rồi cái này comment là C68 nha. Chị đã chốt mã C68 cho em nha. 10 đến 65 kg nha, C68 cho em kỹ nha. C68 bộ sắc mắt nha, nó là thun vô tâm chính phẩm đây chị. 10 kg nha, cho tới là 65 kg là có size nhí, có đại, có cổ, có gì em mấy chị ạ. Nhí có đại, có cổ có. Rồi lên mã C68 cho em nha. Bộ đẹp quá trời luôn á. C68 kèm ký cho em á chị. C68 kèm ký cho em nha. 10 kg tới 65 kg C68 em chốt chị Phạm Thành. À, màu đen có thêm một cái màu vàng nữa. Rồi ok nha. C68 em chốt chị Ngọc Đặng nha. C68 cho em nha. C68 em chốt chị Kim Trần cho em nha. Rồi cái này comment là B32. B32 em có size cũng tầm 10 đến 65 kg nha. Rồi B32 cho em nha. Em màu size là 10 kg tới 65 kg B32 chị nha. Đó, màu vàng này. 10 kg tới 65 kg nha, không vô tâm tím phẩm. Rồi lên mã B32 cho em nha. Đẹp quá mấy chị ơi, chắc hàng xịn luôn á. 100% là không vô tâm tím phẩm mấy chị luôn nha. B32 10 kg tới 65 kg đổ lại có size nha. 10 đến 65 kg là có size. Màu vàng này chị thích màu vàng, lấy màu đây cho em nha. Sắc mắt thì không vô tâm tím phẩm. B32 nha. 65 kg đổ lại có size luôn. Size rất là to. Những chị nằm mà mua cho bé mà 40-50 kg mà nó khó có hàng mấy chị theo dõi fanpage của em nha. Hàng bên nha là size to rất là nhiều. Rồi B32 nha, B32 cho em nha. 65kg to lắm mấy chị ơi. Mấy chị về nhận được rồi, 65kg chắc nó đã lắm. Ô, rồng lắm. Rồi bộ đây còn xanh đến 20kg tới 25kg cho em nha. 20kg tới 25kg cho em là C38. C38 nha, 20kg tới 25kg C38 màu vàng này. C38 cho em nha. Đã giảm em luôn từ 20kg tới 25kg C38 màu xanh. Em còn mấy bộ thôi. Cái thứ hai là mấy cái C38 đi nha. Rồi chị đã chốt mã C38 cho em nha, từ 20 kg tới 25 kg C38 đi. 20 kg cho tới là 25 kg C38 cho em nha. C38 cho em nha. Một bé gái này. Bộ đây còn size 10 kg 35 kg cho em. Đẹp quá. 10 đến 35 kg, cái này xếp chân váy nó sẽ có độ rộng hai bên nha. Rồi ok chị có độ rộng hai bên vậy em nha này. 10 kg tới 35 kg nha. Rồi cái này là C16. C16 cho em nha, 10 kg tới 35 kg C16 áo sắc nách. Cái này chân váy cho em nha, hút dây hai bên. Đó. Cái này điều chỉnh được nha, cái này mấy chị điều chỉnh là cho em nha xinh lắm. C16 cho em nha, 10 kg tới 35 kg C16 đó. 10 kg tới 25 kg đâu lại có size nha. Chỉnh chút mà C16 nha, 10 đến 35 kg nha. C16. Rồi, em có thêm một cái màu đây nữa này. C16 em chốt chị Lan Anh với lại em chốt chị Huy Gia. C16 cho em nha chị nha. C16 này. Rồi màu đây có 10 kg 35 kg cho em A88. Em có thêm một cái màu nữa nè. Rồi 10 kg cho tới là 35 kg A88 cho em nè. Không vô tâm chứng phẩm hàng đẹp mấy chị nha. A88 cho em nha, 10 kg nha. Rồi cho tới là 35 kg lại có size. 10 đến 35 kg lại có size này. A88. Mã A88 cho em nha. 10 kg cho tới là 35 kg nha chị nha. A88 cho em nha. Chị đẹp lắm luôn nha. Rồi là mã A88 kèm ký cho em nha. 10 kg cho tới là 35 kg đổ lại có size nha. A88 cho em nha, màu đây cũng đẹp lắm. A88. Không làm nó chị đâu ok. Rồi bộ đây có size 10 kg nha, cho tới là 70 kg lại có size. Không lạnh nè, 10 đến 70 kg có size cho em nha. Rồi cái này C29. Mã C29 cho em nha, 10 đến 70 kg nha. C29 cho em nha nè. Em còn size là 10 kg tới 70 kg nha. C29 cho em nha. Chắc là thun lạnh thở thao cao cấp nha. Nhà Nga bán hàng thương mạnh tổ thao cao nhất là 1 các chị nha. 10 kg tới 70 kg là C29 nè. C29 cho em nha. 10 kg tới 70 kg là có size nha. Chị đừng chấp mạng C29 kèm ký cho em nha. 10 kg tới 70 kg C29.
C29 cho em nghe nha. Cái này là xếp quần đùi nè. Đó. Cái này là xếp quần đùi nha mấy chị nha. Còn đây là cái chân váy, còn đây là quần đùi. Mã đây 10 ký thứ 3 37 ký cho em nha. Còn bên này là B2. Mã B2 cho em nghe, 10 ký thứ 37 ký B2 này. C29 em chốt chị Huy Gia. C29 em chốt chị Huy Gia. Rồi, 10 ký thứ 37 ký B2. Mã B2 cho em nghe nha. 10 ký cho tới là 37 ký là cái size B2 mấy chị. Rồi chị sẽ mã B2. B2 cho em nghe. Rồi 10 ký nhanh cho tới là 37 ký là cái size B2 nha, quần đùi nha, quần bé gái nha. Cái này của bé gái cho em nghe. Cách này nó không chịu được. 10 ký tới 37 ký cho em nha. B2. B2 cho mấy chị B2. Rồi, cái này của bé gái cho em nha. Áo màu đen quần màu hồng á. B2 37 ký chú Thệ Nguyễn. C33 10 ký tới. Không nấu tới mấy lần đi. 10 ký tới 35 ký cho em nha. Còn mấy là C33. Giá đó luôn. Rồi, C33 mấy chị nha. 10 ký tới 35 ký cho C33 nha mấy chị nha. Rồi, C33 cho em nghe, 10 ký 35 ký C33 cho béo chị. Rồi, chị cho chắc mà C33 cho em nghe. 10 ký nha, cho tới là 35 ký đổ lại cái size nha. 10 đến 35 ký đổ lại cái size C33 cho em nghe. Rồi, chị cho chắc mà C33 mấy chị nha. Nhí là 10 ký tới 24 ký là size nhí. Size đại là tầm từ 25 ký tới 37, 38 ký hoặc 40 ký tùy theo mẫu. Size cô là tầm từ 40 ký nha, cho tới là 6, 70 ký, 80 ký tùy theo mẫu cho mấy chị nha. Để em like đồng giá là 90, 100, 101, chị chọn hàng thoải mái cho em nha. C33 chúc chị Phạm Thành. C33 cho em nghe, còn size bé 10 ký tới là 35 ký nha. Đó, 35 ký cho em nghe quần đùi á, bao đẹp luôn, nó có thêm một cái màu này nữa đây. À, bộ có đôi dép còn không còn, mình có đôi dép cho chị. Rồi, 10 ký cho tới là 37 ký nha. Rồi, áo màu trắng, quần màu đen, chị sò luôn, rút dây hai bên. 10 ký tới 37 ký cho mình là A2. Chị này chốt mã A2 cho em nghe, 10 ký tới 37 ký cho A2. Mã A2 cho em nghe, 10 ký cho tới là 37 ký là có size. Rồi, chị chốt mã A2 cho em nghe. A2 kèm ký cho em nghe, 10 ký nhé, cho tới là 37 ký là có size cho em nghe rất đẹp. Mấy bộ này mùa hè mặc xinh lắm, trời ơi nó là xuất sắc luôn, nhất cái nách luôn. 10 ký tới 37 nhé, mã A2 kèm ký cho em nghe. Rồi, chị này chốt mã A2 nha. 10 ký cho tới là 37 ký là có size A2. Đôi giày nè. Rồi, bộ đây tầm 10 ký tới 55 ký. 10 đến 55 ký nha. Hôm nay không cô tâm chính phẩm hết. 10 ký tới 55 ký của mình là C81. Mã C81 nha. Cái gì ta, Trần Yến 49 ký là cái gì vậy? Kèm số ký, kèm mã cho em nghe chị Trần Yến 49 ký là mã nào vậy? Trời là mã C81 nha, kèm thêm mã cho em nghe. C81. C81 nha, ok Huệ Nguyễn nè. 10 ký tới 55 ký C81 cho em nha. 10 đến 55 ký lượng lại có size này, C81 kèm ký cho em nha. Ba size đó, dí có đại có phù đó. Rồi chị đã chấp mã C81 nha, không quan tâm chính phẩm mượn của bé gái nha. Có đôi giày đang hot nè. 10 ký cho tới là 55 ký nha. Rồi nó mã C81 cho em nha. Đẹp quá. C81 40 ký nước Trần Yến. Chị chốt cái gì 49 ký vậy ta? Cái mã như vậy chị chốt 49 ký là mã nào ạ? Rồi nó mã C81 cho em nha. C81 cho em nè. 10 ký tới 55 ký đô lại có size nha. Xin vô tâm chính phẩm á. C81 cho em nghe nha. Em có thêm màu xanh nữa nè. 10 ký tới 55 ký nha. Màu xanh cho em nha. Màu xanh này comment cái mẫu là A21. A21 cho em nghe, 10 ký tới 55 ký nha. A21 cho em nghe. Rồi 10 ký tới 55 ký đô lại có size này. Dễ thương lắm, hàng này chắc mặt đẹp lắm. Rồi ok nha, Huệ Nguyễn đỡ đi thương lắm. Rồi lên mã A21 cho em nha. Rồi, chị đã chốt mã A21 cho em nha. 10 ký tới 55 ký đô lại có size nha. A21 kèm ký cho em nha, màu xanh đẹp nè. Rồi lên mã A21. 10 ký tới 55 ký lại đổ lại cái size A21 giùm em. Rồi, A21 em chúc chị Huệ Nguyễn luôn A21. Rồi, thêm mấy màu hồng đó hết rồi đó. Mọi đấy có được 3 màu thôi. Màu vàng, màu xanh, màu hồng thì 3 màu á. Màu hồng thì comment cái mã là C54. Màu hồng comment mã là C54 nhé. 10 ký 55 ký C54. Màu hồng comment mã là C54 chứ em nghe nha. 10 ký 55 ký được lại cái size. 10 đến 55 ký lại cái size này comment là C51, C54. C54 chứ em nghe nha. 10 ký 55 ký được lại cái size. Rồi lên mã C54 ấy chị nhé. C54 chứ em nghe. Không lạnh. Rồi bộ đen có size bé 10 ký tới là 80 ký nhé. Chắc em không làm thể thao cao cấp cho em nghe. 10 đến 80 ký đô lại cái size comment mẫu là C28.
C28 chị nha. Lai cầm giá là nhí 90, đại 100, cổ là 101. Size nhí là tầm 10 ký tới 24 ký cho em nha. Size đại là tầm từ 25 ký cho tới là 40 ký hay 38 ký cho mẫu. Size cổ là tầm từ 40 ký cho tới là 70-80 ký cho mẫu cho em nha. Rồi, cái đây comment cái mẫu là C28 10 ký 80 ký nha, khung lạnh tổng thao cao cấp. Rồi, cái đây là Bumatheo nha. Bumatheo cho em nha. Còn đây là C28 kèm ký cho em nha. C28 10 ký tới 80 ký nha. Rồi, chị giúp mà C28 theo hết toàn bộ này. C28 mấy chú kiên trần, rất đẹp mấy chị nha, hàng xịn hết. Đây là hàng xuất xịn hết toàn bộ mấy chị nha. Rồi 10kg cho tới 80kg cho em bao giá luôn, hàng bao rẻ nhất rồi mấy chị, bán siêu rẻ luôn. C28 kèm ký cho em nha, chị chúc mạnh C28. Rồi em thêm một cái bộ hàng phun cô tâm chính phẩm nè, 10kg nha. C21 em, A21 chúc con, ok nè. C28 em chúc chị thì lưu. C28 ok chứ chị thì lưu nha. Rồi 10kg tới 27 cái nha. Mừng mấy mừng. Mừng ghê. Rồi 10kg tới 27 cái cho em nha. Rồi 10kg tới 27 cái cho em nha. Đây hàng phun vô tâm chính phẩm cho em nè. 10 đến 27 cái nha mấy chị nha. 10 đến 27 cái cho em nha. Bộ đây hàng phun vô tâm chính phẩm á. Comment là C9. Chị là chúc mã C9 cho em nha. 10kg tới 27 nha. C9 dép ngang nha. 10kg tới 27 cái đổi lại có size á. C9 cho em nha nè. Xinh không? Phun vô tâm chính phẩm cho em nha. Đã lắm. 10kg tới 27 chắc chị chúc mã C9 cho em nha nè. Mã C9 cho em nha. 10kg tới 27 cho em nha. Rồi hàng đồng giá là 90, 100, 101 cho mấy chị nha. Nhí là 10kg tới 24, nhí là 90.000. Size đại tầm từ 25kg, 38kg, 40kg là tùy theo mẫu là giá 100. Cycle tầm từ 40kg tới 70-80kg nhé, là 101 nha. Rồi chị chúc mã C9 cho em nha. C9 cho em nha, C9. Rồi bộ đen có size tầm 10kg tới 55kg là có size. 10kg tới 55kg độ lại có size cho nha. Xung cô tâm chính phẩm là bộ bé trai có tay nè. Đẹp lắm. Chắc mềm. Ủa này là đúng hàng chắc đấy cho em nha nha. Đúng hàng đúng chắc cho em nghe. Rồi là mã C47. 10kg tới 55kg C47 cho em nghe nè. 10kg nha. Cho tới là 55kg độ lại có size đó. Rồi chị là chúc mã C47 cho em nghe nha. Màu đó rất đẹp nè. 10kg tới 55kg nha. Cảm ơn là C47 cho em nghe nha. Sai nhí, sai đại và sai cồ cho em nghe. Đúng hàng đúng chắc mấy chị nha. Rồi là mã C47 cho em nghe. 3 size nhí đại cồ nha. 55kg độ lại có size đó. Rồi bộ bé gái nè. Rồi có bé gái có đem lên cho nhiều mẫu lắm. Phun cô tâm chính phẩm em trùm luôn. Phun lạnh phun cô tâm chính phẩm là bao hàng mấy chị nha. Màu đây có size tầm từ 22kg tới 55kg nè. Bộ chủ nè. 22kg tới 55kg comment cái mẫu là C58 đi. Mã C58 cho em nghe, từ 22kg 55kg C58 nè. Chị thương chưa? 22kg 55kg luôn ạ. Phun cô tâm chính phẩm nha, comment là C58 cho em nha. Chị đưa cho mã C58 cho em nha. Từ 22kg tới 55kg đồ lại có size nha. 22 đến 55kg đồ lại có size. C58 nha chị nha. Quả đẹp lắm. Không phải thun cô tâm hết. Rồi C58 nha. C58 chúc Huệ Nguyễn nha. Từ 22kg tới 55kg đồ lại có size nha. Rồi chị đã chấp mã C58 cho em nha nè. Để thương ghê á. Màu vàng nó đẹp lắm. Giúp cái nắp luôn mấy chị ơi. Đó. Đúng hàng đúng chắc cho em nghe. Rồi chị cứ mua thoải mái cho em nha. C58 kèm ký cho em nghe. Từ 22kg tới 55kg nha. 22kg 55kg đô lạc nó sai á. Bên này C58 kèm ký cho em. Size to, size đại, size cổ. Mấy chị cứ theo dõi thăm bay của em nha. Nhiều size to, size đại, size cổ. Cổ khủng thì mình có size luôn. Rồi. Cái này em còn tầm 40kg nha. Cho tới 60kg cho em. Màu hồng em còn size tầm 40kg tới 60kg cho em nha. Còn bên này C60 nha. À, ngọc. Trải ra chụp chị tâm thần đi. C60 nha, 40kg tới 60kg nha. C60 nè. Em có size tầm 40kg nha. C58 em cho chị Nguyễn Thảo. C60 cho em nha, tầm 40kg tới 60kg nha. Chị để chứ mà C60 cho em nha. C60 cho em nha, em còn tầm 40kg tới 60kg nha. Đó, bộ điện nè. Rồi, C60 nha, úp lại 10kg tới là 60kg cho em nha. Cảm ơn C60 nha, C60 10kg tới 60kg cho em nha, bộ này to lắm, bộ to lắm. C60 màu hồng rất cưng, đẹp nha. Rồi C60 cho em nha. Phong đẹp còn tiền lại luôn á, hàng một xíu lắm, chắc nó đã lắm. Mẫu này chắc đó cho em nghe, đúng hàng đúng chắc, chị mua cho em nghe khỏi hay thoải mái. À bộ đây em có size 10kg tới là 80kg nè. Buma nè, 10 đến 80kg cho em nha. Cái hàng phong lạnh sợ thang nhìn nha, là hàng lộn bột hết nha.
Rồi cái này comment cái mẫu là D1. Mã D1 cho em ngang 10 đến 8 cho quý. D1 cho em nè. Em có size là 10 đến 8 cho quý là cái size D1 kèm ký cho em nha. 10 đến 8 cho quý đổi lại cho mấy chị nha. Rồi chị để cho mã D1 cho em nha. D1 đẻ lắm chị, 10 ký 8 cho quý đổi lại cái size nha. Rồi lên mã D1 cho em nha. Đó, con xịn sò luôn mấy chị nha. 10 ký 8 cho quý cho mấy chị D1. D1 cái kim chồng. 10 đến 8 quý đổi lại cái size nha. Rồi lên mã D1 cho em nha này. D1. Đó. 10 đến 8 cho quý nha. D1 á, cái size nhí, size đại, size cổ, đủ size cho mấy chị luôn. Rồi D1 em cho chị Phạm Thành. Bộ đây em còn size 10 ký thứ 2 cho quý và bộ 65 ký thôi. Cái này còn bị lễ size. Cái này em nghe còn lễ size tầm 10 ký thứ 2 cho quý và một bộ là 65 ký. Comment là C50. Thích cái màu đây comment mã C50 cho em nha. 10 ký thứ 2 cho quý và bộ là 65 ký. Rồi lên mã C50 cho em nghe nha. C50 cho em nghe này. Em có ghim hàng á, giá thì em đi ghim hàng bên dưới nha. Đây, nên là chị nào mới theo dõi like thì mấy chị theo dõi dưới nha. Em có ghim hàng bên dưới là ghim hàng cái giá bên dưới nha. C50 10 ký nha, cho tới là 20 ký và bộ là size tầm 65 ký nha. Rồi lên mã C50 giúp nghe. C50 hình như không có size 34 ký chị ơi. C50 không có 34 ký. C50 hiện tại còn size 10 ký tới 20 ký và một bộ là 65 ký thôi. Cái này em hết size nha chị nha. 34 ký hết size rồi. Nó màu khác cho màu vàng đi. Đây chị lấy màu vàng đổi sang màu vàng được không? Màu vàng em có size tầm 10 ký 75 ký luôn á. 10 đến 75 ký nha màu vàng. D1 em chốt chị Thúy, chị Đào. Đây D1 em chốt chị Đào nha. D1 em chốt chị Đào nè. C4 nha, mà đây C4 là 10 ký tới 75 ký nha. 10 đến 75 ký. Comment là C4 cho em nghe nha. Hàng đồng giá, giá mới ghim hàng phía dưới với chị theo dõi giá phía dưới cho em nha. C4 cho em nghe 10 đến 75 ký nè, chắc hàng cũng lạnh thọ thao cao cấp. Rồi, C4 cho em nghe màu vàng rất đẹp nha. C4 cho em nghe ha. C4 em chốt chị Đào luôn nè, C4 cho em nghe. Đẹp. C4 nha, C4 cho em nghe. Làm mấy cái ghế đứng ở trên là chụp xuống. C4 em chốt chị Ngọc Đặng nha. Ok, C4 cho em nghe. Rồi. 10 ký cho tới là 70 ký, 75 ký cái này size to đó, 10 đến 75 ký C4 nha. 10 đến 75 ký cho em á. 10 ký 75 ký nha. Rồi. Đi cho là mình rồi cái này là B13 cho em nha. 10 ký tới 40 ký này cả nhà, bộ này to lắm á. 12 ký tới 40 ký này. B13 nha con gấu này. Rồi, lên mã B13 cho em nha. 10 ký tới 40 ký B13 cho em nha chị ơi. B13 kèm ký cho em nha. 10 ký tới 40 ký này. Cái này phân lượng ngố nha. Phân vô tâm chính phẩm nha. B13 cho mấy chị ạ. Chị là chắc mã B13 cho em nha. 10 ký tới 40 ký nha. B13 cho em nha này. Rồi, 10 ký tới 40 ký rồi lại có size nha. B13 kèm ký cho em nha. 40 ký rồi lại có size đó. 10 đến 40 ký nha. Rồi, chị là chắc mã B13 kèm ký cho em nha. B13 em chấp chị Lan Anh nè. B13 em chấp chị Trần Yến nè. B13 chứ em nghe nha. 40 ký nó lại có size chị ơi, đẹp lắm. Còn cái hàng này chứ mà đúng cái hàng đúng chắc mấy chị có mua cho em nha. Đúng cái hàng đúng chắc mấy chị mua nha. Kiểm tra hàng thoải mái cho em nha. Ờ, cái này em có thêm màu tím nữa, nhưng màu tím nó còn lẻ size. Có 10 ký tức là 30 ký đó. Màu tím còn 10 ký 30 ký nhắc màu tím nè. Comment là A3. Mã A3 chứ em nghe nha, 10 ký nha. Cho tới là 30 ký A3. Khổ quá. 10 ký cho em tới 30 ký nhé, chị là A3 lắm chị ạ. A3 thông hơi, em không có hàng thông hơi chị Diệm. Rồi là mã A3 với em nghe nha. 10 ký nha, cho tới là 30 ký cho em nghe nè. A3 với em nghe nha, không vô tâm chính phẩm cho em nghe. 10 đến 30 ký nhé. Rồi chị đợi chút mã A3 cho em nghe. 10 ký nha, cho tới 30 ký đổ lại cái size nha. Hôm này không vô tâm chính phẩm, không được ngủ với giá nha. Chắc đẹp lắm, A3. Ừ, chứ khách ra, cực phát là được một trọng giá. Chết chưa đóng. Rồi, hàng này em có size bộ đây màu đỏ thì còn 10 đến 38 ấy, màu đỏ còn size 10 đến 38 ấy cho em á. Còn mấy cái mẫu là B1. Rồi A3 em chốt chị Huy Gia A3 cho em nghe nè. B1 á, bị B1 nha, 10 đến 38 cái B1 là chắc hàng khung lạnh thợ thao cao cấp nha, thằng sấp xịn của Nga đó. 10 ký nha, cho tới là 38 ấy, chị là chốt mã B1 cho em nghe nè, khung lạnh thợ thao cao cấp 10 đến 38 nhé. Rồi chị là chốt mã B1 cho em nghe, B1 khung lạnh thợ thao cao cấp cho em nha. 10 ký nhá. Cho tới là 38 ấy. Rồi, lên mã B1 mấy chị nhá. Thở tha mặc sướng lắm, cái mùa bé chị mặc hàng thở tha nó bao sướng luôn mấy chị nha. Mã C4 chị Thúy Nhanh Đào với là chị Ngọc Thẳng hết size như vậy. Rồi,
Lên mã là B1 á chị, B1 cho em nha. Mã B1 cho em nha. Đấy, 10 ký nha. Cho tối là 38 cái B1 nha. Rồi chị để cho mã B1 cho em nha. B1 kèm ký cho em nha, B1. Rồi bộ đây bao hàng luôn á, 10 đến 8 cho cái có đủ size này, chị nào thích vào đây. Alo, anh còn bao giờ chưa? Chị Lan, anh B13 20 ký hết size nha. Đủ màu khác cho em đi chị. Cho cái hộp đi chị nha. B44 cho em nghe nha. Chị đã chốt mã B44 cho em nghe. C50 của chị bấm gì đâu. Chị Lan, anh cái mẫu con gấu chị đổ màu tím em còn sai á chị. Gấu hồng hết sai rồi. Lan anh đổ xong màu tím còn chưa yêu. Rồi, được em chốt chị à, chị Đào nhá. B44 cho em nghe, 10 đến 80 ký nhá. B44 cho em nghe nè. Em có size là 10 ký cho tới là 80 ký rồi lại có size cho em nghe nè. Đã mấy chị thun lạnh em nghe làm bao hàng. Em mặc bán là hàng thun lạnh hàng loại 1 hết. Rồi, xịn sò nha, theo quá nè. Rồi, đó là B44 cho em nghe. B44 10 đến 80 ký chất hàng thun lạnh tờ thao. Hàng thun lạnh tờ thao cho em nghe. 10 đến 80 ký có size B44 cho em nghe. Rồi, chị Đào chốt mã B44 cho em nghe. 10 đến 80 ký cho em nghe. 10 đến 80 ký cho B44 cho em nghe nha. Rồi bộ đen có size cặp mẹ bé luôn, 10kg 65kg luôn nè. 10kg tới 65kg cho em nghe nha. Rồi bộ đen rất đẹp nè, 10 đến 65kg nha cả nhà ơi, xinh quá luôn. 10 đến 65kg nha, không cô 89 tổng hết. Rồi cái này các bạn là C80. Chị là chấp lại C80 cho em nha. C80 cho em nghe, 10 đến 65kg là cái size nha. Hai mẹ con mẹ cặp cho em nghe, C80 chị nha. 10kg tới là 65kg, size rất là to. Rất là to mấy chị em. C80 em chấp kiên trần, 10 đến 65kg luôn, hai mẹ con mặc đẹp với chị ơi, cưng lắm. Cưng vô tâm chính phẩm nên chắc nó mát lắm. Đây, đủ size nha, nhí có, đại có, phù có. Còn đây là C80 cho em nghe nha. C80. Mở đây thì em có thêm cái màu hồng nữa nè. Màu hồng có 10kg tới 65kg màu hồng em nha. Màu hồng 10 đến 65kg cho em là A24. Mã A24 cho em nghe nha. 10kg tới 65kg A24 cho em nghe nè. Rồi chị là chốt mã A24 cho em nha, 10kg tới 65kg đổ lại có size đó, A24 kèm ký cho em nha. 10 đến 65kg đổ lại có size đó. Rồi A24 nhá, nhí có, đại có, cổ có, cái bộ đây cái phông đó 65kg lần hai mẹ con mẹ cặp. A24 chút cái kiên trần, cái này mẹ cặp tìm mấy chị nha. Rồi A24 kèm ký cho em nha, 65kg đổ lại có size nha. Đó, cái này phông đường ngố, cái này phông đường ngố cho em nha nha. Nhí đại cổ cho em nha, phông vô tâm chính phẩm, comment A24 cho em nha. A24 cho em nha nha. Rồi bộ đây hàng thun lạnh thở tha, bộ màu cam, màu đây màu cam. Rồi ok em thích chị Phạm Thành. Màu cam này còn size 10kg tới 35kg và từ 65kg tới 75kg giùm em. Còn đây là A37. A37 thì em còn size là 10kg tới 35kg và từ 65kg tới 75kg nhé. A37 kèm ký cho em nghe này. Đó. Rồi chị đã chốt mã A37 kèm ký cho em nghe nha. A37 em thích chị Phạm Thành, 10kg tới 35kg và từ 65kg tới 75kg cho em nha. Rồi, khung lạnh thở thao nha mấy chị ạ. Giá em có ghim nha mấy chị nha. Giá là em nghe có ghim hàng phía dưới nha. Mấy chị để cái giá phía dưới cho em nghe nha. Size nhí là em có size 10kg tới 24kg thì gọi là size nhí là giá 90.000. À, size đại là tầm từ ok kiên trần, size đại tầm từ 25kg nha cho tới 38 cái 40kg á, size đại là giá 100. Size cô là tầm từ 40kg tới 60-70kg thì tùy theo mẫu là giá 101 nha. Rồi, bộ đen có size nhí với size đại thôi, 10kg tới 35kg nha. Nhí và đại cho em nghe, comment mẫu A5. Mã A5 cho em nghe, 10kg tới 35kg A5 với mấy chị nhé. Rồi chị được chúc mã A5, 10kg tới 35kg chọn đổ lại cái size nha. Rồi A5 kèm ký cho em nghe, 10 đến 35kg nha. Bộ màu nâu này chắc hàng không lạnh luôn. 10kg tới 35kg chọn đổ lại cái size nha, chị được chúc mã A5 cho em nghe nè. Đó. A5 kèm nghe nha, 10kg nha, cho tối là 35kg. Rồi 10 đến 35kg nhé. Rồi chị được chúc mã A5 cho em nghe chị. A5 10 đến 35kg nhé, A5 cho em nghe. Em lấy cho mấy cái mình lên thành thiết kế rồi A5 giúp nghe nha. Rồi em đang tiếp bộ này hàng khung cô tâm tiết chai 28kg tới 40kg, 28kg tới 40kg rồi lại có size nha, quá trời đẻ luôn này. 28kg tới 40kg cho mày mắt. Rồi đây là A42, mã A42 cho em nghe nha. Từ 28kg tới 40kg nha, A42 chị ơi, mã A42 cho em nha. Từ 28kg tới 40kg A42 cho em nè. Trời ơi đẹp quá.
cái chất của nó là chất hàng phun xước trăm nha, từ 28 ký tới 40 ký nha. Rồi chị chất mã A42 này. Đấy. Mã A42 trăm nha. 28 ký nha, cho tới là 40 ký là cái size A42. Rồi bộ bé gái này xuất sắc luôn, 10 ký tới 38 nha. Ồ đẹp chứ mang chụp. Đây là hàng gọi là cái hàng thiết kế. Cái này chắc của nó là hàng gọi là hàng thiết kế. 10 ký 38 nha. Ok chị Phạm Thành. Đấy, quần đùi là đều có túi hết, tầm 10 ký 38 cái độ lại có size nha, màu vàng. Comment mẫu là B37 nha. Rồi chị là chấp mã B37 giúp ngang 10 đến 38 với B37 nè. Rồi B37 giúp ngang nha, 10 ký 38 cái độ lại có size cho ngang. B37 giúp ngang nha. Size nhí và size lại cho ngang 10 ký nhá, 37 giúp ngang. Ok kinh chồng. Rồi chị là chấp mã B37 giúp ngang nha. B37 kèm ký cho ngang 10 ký tới là 38 cái độ lại có size đó. Rồi B37 em chú ý gặp Phạm Thành trăm ngang 18 ký, 10 ký tới là 38 ký chị em. Rồi B37 cho em ký cho em nha, B37 giúp nha. B37 thì em có thêm cái màu hồng nữa nè. Rồi 10 đến 38 ký lại có size nha. Rồi cái này comment bảo là C48, 10 đến 38 ký C48 nha nha. C48 giùm em, 10 ký tới 38 ký lại có size cho em nha, C48 chị em. Rồi chị đây chúc mã C48 cho em nhí đại cổ, nhí xa đại thôi. Size nhí và size đại giúp ngay nha. Comment mẫu là C48 10 ký 38 nha. 10 đến 38 ký lại có size cho nha, màu hồng này. Đấy, chắc này. Để giảm nam mát mát lắm chị ạ. 10 đến 38 ký lại có size nha. Chị đã chốt mã C48 cho nha. C48 ấy chị nha. Màu hồng này comment là C48 cho nha. Ok em chúc chị Phạm Thành C48 10 ký giùm em. Rồi em có thêm một cái màu tím nữa. Màu tím em có size tầm 10 ký nha, cho tới là 38 ký màu tím nè. 10 đến 38 ký cho em nha. Rồi ok kiên trầm. Comment là B15. Mã B15 cho mấy chị nha, 10 ký tới 38 ký B15 này, màu tím nha, B15 cho nha. Em có size là 10 ký tới 38 ký, đủ lại có size cho nha. B15 kèm ký cho nha này. Mã B15 kèm ký nha, 10 ký tới 38 ký đủ lại có size màu tím rất đẹp luôn, cái màu tím này nó còn nhẹ nhàng nhá. 10 đến 38 ký đủ lại có size nha. Rồi là mã B15 kèm ký cho nha này. Đấy. B15 kèm ký cho nha nha, 10 ký nha, cho tới là 38 ký đủ lại có size. Rồi chị đã chấp mã B15 cho nha. Rồi em có một đây cưng luôn. Quá trời đẹp của cái này chân váy cho em này. Rồi B15 chút kiên trần. Cái này là cái váy cho mấy chị em 10 ký tới là 40 ký là cái size đây. Chị thương nha. Áo và dây. Rồi chân váy cho em nha, 10 ký tới 40 ký cho em á. Còn mấy cái mẫu là C65. Mã C65 cho em nha, 10 ký tới 40 ký là cái size nha. C65 giùm em nha này. 10 ký nha, cho tới 40 ký là cái size. Rồi là mã C40, C65 nha. C65 mấy chị nha, em chốt chị Phạm Thành 27 cái C65. Em còn 10 ký thật xưa, có là 40 ký luôn, cái này size rất là to. 10 đến 40 ký mấy chị nha. Rồi chị đây chút mã C65 cho em nghe màu tím này. Đây là chân váy, bên trong sẽ đều có quần đùi hết. Bên trong đều có quần đùi hết toàn bộ cho em nghe nha. Đấy. Rồi comment là C65 cho em nghe 10 đến 40 ký nha. C65 cho em nghe này. Size nhí, size đại cho em nghe nha. 40 ký là cái size cho em nghe này. Thiết kế là cái form nó đẹp luôn mấy chị nha. Ở đây em có thêm cái màu đây nữa này. Mở đây có size mấy 10 ký tới là 40 ký là có size cho em. Đó. Size nhí, size đầm, size cổ lấy cái kiểu nó tâm cái màu nó thôi em. Màu kem á. Đấy, màu da mấy chị. Bỏ đi học cho chị. Xem sơn con trước không? Xem con chị. Ờ. Trời lên mã C20. 10 ký cho tới 40 ký nhé. Cảm ơn C20 cho em nghe này. Mã C20 xét chân váy bên trong sẽ có quần đùi nha. Đi là sao? Để em chạy lên chở nó lên đi xe máy đi anh. Đi chưa? Rồi. Ok chị, để em lên mã cho chị chờ xíu nha. Chị mấy chị thoát cái like, mấy chị bà lại cái like mới cho em nha.